Kính thưa quý vị, Mexico nướng bánh khổng lồ mừng ngày lễ Ba Vua, tính từ Mexico. Hôm thứ Hai vừa qua, hàng ngàn người dân Mexico đã cùng thưởng thức một miếng bánh trong chiếc bánh khổng lồ King Cake được chính quyền Mexico City tài trợ để đón chào năm mới và ngày lễ Ba Vua. Chiếc bánh ngọt nói trên có chiều dài 1.500m và nặng khoảng 9.375kg. Để chuẩn bị chiếc bánh này, người ta phải dùng đến 4.900kg bột, 2.000kg đường, 43.200 quả trứng và nhiều loại thành phần khác. Truyền thống King Cake được tổ chức ở quảng trường Zocalo, Mexico City để tôn vinh chuyến thăm của ba vị vua với Chúa Giêsu hài đồng, người được cho là đã giáng trần trong hình dạng của một con người. Theo Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội là Rosa Isela Rodriguez cho biết, khoảng 200.000 miếng bánh từ chiếc bánh khổng lồ đã được phân phát cho mọi người. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân không lấy được bánh và phải vật lộn lẫn nhau để tranh giành. Năm nay, chiếc bánh King Cake này đã được phối hợp làm ra bởi nhiều tiệm bánh khác nhau ở Mexico City.